Một là cướp sạch, thứ hai là phá sạch, và thứ ba là giết sạch, tức là ba sạch, rất tàn bạo. Tôi nói dân chứng, thứ nhất là phá sạch là nó phá ba cái thị xã Cao Bằng của chúng ta này, Lạng Sơn này, rồi Lào Cai này, và hàng vạn nhà dân trên cái khu vực mà chúng đã đi qua, không còn một cái nhà nào. Trên đường rút quân thì từ cầu cống cho đến những cái cột điện, bưu điện của chúng ta nó cũng phá. Đấy là cái thứ nhất là phá sạch. Thứ hai là đốt sạch nhà cửa, nó bao nhiêu đốt hết. Và trong cái đó nó lấy sạch, tức là bây giờ Trung Quốc nó đói chứ không phải đâu. Cho nên nó kéo theo sang để tất cả những cái gì nó có thể vơ vét là nó vơ hết. Từ con trâu, con bò, rồi gạo lúa cho nó lấy sạch. Và thứ ba là cái giết sạch. Điển hình như cái ở thôn Tổng Trúc, cái xã Trần Hưng Đạo ở Cao Bằng, thì khi đó là có hơn 40 người là đàn bà với trẻ con không chạy được và ẩn nấp vào một cái thôn đó, thì nó bắt nó giết hết, nó tất cả hơn 40 người này nó vùi xuống là cái khe núi suối. Sau này khi về đi tìm mới ra thì ở đây là cái chuyện tàn bạo đối với Việt Nam chúng ta.